Nuôi lươn là mô hình được nhiều nông hộ triển khai. Để đáp ứng nhu cầu con giống, nhiều người đã quyết định nuôi lươn sinh sản và ươm nuôi con lươn bột. Con giống khỏe mạnh, đồng đều, sức đề kháng tốt sẽ là cơ sở để việc chăn nuôi về sau nhiều thuận lợi, tỷ lệ nuôi sống cao, hiệu quả kinh tế được đảm bảo. Vậy đâu là bí quyết để lươn giống ươm nuôi có chất lượng cao? Cùng tìm hiểu nội dung này trong chương trình Làm nông đúng cách ngày hôm nay. Ngày một lần, đàn lươn giống của gia đình anh Lê Văn Ánh ở Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa sẽ được rũ ra như thế này. Theo anh, đây là cách để tập thể dục cho đàn lươn. Lươn khỏe mạnh, dẻo dai sẽ có sức đề kháng, chống chịu và thích ứng tốt hơn khi nuôi lên thương phẩm. Để nó ăn, nó nằm một chỗ đấy, là nó sẽ yếu. Nó sẽ rất là mập và nó yếu. Mà con lươn của mình, đó, khi mình bán cho bà con đó, là mình sẽ đếm từng con một. Mà con lươn của mình cứ không cho nó vận động, nó cứ nằm một chỗ, thế là cái quá trình mà mình khi mà mình bán là mình phải lọc tách theo size, rồi nó đều nhau lên một con 9-10 đấy. Mà mình không thể dục cho con lươn là lúc mình sàng lọc và mình đếm, con lươn nó sẽ bị dạng như kiểu là bị xỉu, bị ngất và sẽ hao rất là nhiều. Theo kinh nghiệm của anh Ánh, việc rũ giá thể hoặc tập thể dục cho đàn lươn phải thực hiện trước bữa ăn khi con lươn còn đói. Có thể rũ giá thể, giặt giá thể cho con lươn, con. Nếu như mà mình phải hiểu một điều là chỗ này, mình chỉ giặt và rũ giá thể khi lúc con lươn nó đói. Đấy, chứ mình không được cho ăn rồi, mà lúc mình cho ăn rồi mình vệ sinh mình lại rũ giá thể. Vì bản chất con lươn nó ăn là rất no. Mà mình mà vệ sinh giá thể mà mình rũ nó ra như vậy là thường thường mà khi con lươn ăn no quá, mà mình rũ nó ra như vậy nó sẽ ói ngược thức ăn trong bụng nó ra, ảnh hưởng đến lươn, không tốt. Đồng thời với quá trình rũ giá thể, tập thể dục cho lươn, anh Ánh cũng tiến hành việc thay nước trong bể nuôi. Việc thay nước giúp môi trường sống của lươn luôn sạch, ít mắc bệnh đường tiêu hóa. Theo đó, anh sẽ thay 100% lượng nước trong bể và thay ít nhất là 2 lần mỗi ngày. Với nguồn nước sạch được xử lý trước khi đưa vào hệ thống cấp ít nhất là 24 giờ. Thì thay nước nó có một vai trò rất là quan trọng, vì bởi bản chất của lươn nó ăn, xong nó sẽ thải những cái chất là dư thừa trong cơ thể ra, nó là những chất đấy, là những chất nó sẽ mang vi khuẩn. Bản chất con vườn lươn nó nằm trong cái nước bẩn đấy, nhưng mà nó thở bằng mũi, nó không há miệng ra. Nhưng nếu như mình không thay nước mà mình cho ăn luôn vào đấy, thì cái bản chất khi mình cho ăn cám thì cám nó sẽ ngấm nước, và khi cái nước đấy mất vệ sinh thì nó ngấm cái nước vào mất vệ sinh, con lươn nó sẽ ăn vào cái bụng, dễ rất là gây ra cái vấn đề là ký sinh trùng này, đường ruột này đấy, ảnh hưởng đến là nó bị bệnh đường ruột. Lươn là loài ăn tạp. Tuy vậy, ở giai đoạn lươn giống ngoài 4 tuần tuổi, anh Ánh sử dụng cám công nghiệp có hàm lượng đạm cao để nuôi. Việc sử dụng cám công nghiệp giúp lươn giống có sức khỏe tốt, ít bệnh, giảm hao hụt và lớn nhanh. Thì cái quan trọng là con lươn khi mình ươm giống lúc nhỏ để mà để nuôi thương phẩm nó đạt. Thì lúc mà con lươn đang còn giai đoạn nhỏ phát triển ươm giống đấy, thì mình phải chăm sóc mà làm sao mà cho lươn phát triển một cách tốt nhất. Ví dụ như là thức ăn thì sẽ cho ăn loại đạm cao, tức là thành phần protein nó cao. Thứ hai nữa là con lươn mình chăm sóc nó sẽ không bị ốm trong giai đoạn ươm lươn giống đấy, hạn chế dùng thuốc kháng sinh thì nó sẽ là phát triển rất là tốt và để nuôi trong thời gian nó sẽ rất là đạt. Còn có khi mà để mà mình mà để gặp nó trục trặc thì hiệu quả lúc mình nuôi thương phẩm nó sẽ giảm đi. Lươn vốn tham ăn nên để chúng không bị bội thực, anh Ánh luôn cho chúng ăn theo nguyên tắc là 4 định, tức là định lượng, định chất, định thời gian và định vị trí. Với lượng thức ăn là khoảng từ 4 đến 8% trọng lượng thân. Sau từ 3 đến 4 tuần ươm nuôi, lươn giống sẽ được phân cỡ, lớn nuôi riêng, nhỏ nuôi riêng để hạn chế việc cạnh tranh giành thức ăn. Sau đó, việc phân cỡ này cũng sẽ được anh Ánh tiếp tục thực hiện. Sau khoảng 2 đến 3 tháng ươm, lươn giống đạt kích cỡ khoảng 100 đến 200 con 1 kg. Dài từ 10 đến 15 cm một con. Lúc này chúng có thể được đưa sang bể nuôi lươn thương phẩm hoặc bán cho các cơ sở chuyên nuôi lươn thịt. Với kỹ thuật ươm nuôi tốt, lươn giống của gia đình anh Ánh được người nuôi đón nhận nhiệt tình. Lươn giống sản xuất ra tới đâu, tiêu thụ hết tới đó.